Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 168. Hoa đào. Hoàng hậu đột nhiên tiết lộ tin tức, khiến người trong thẩm gia rơi vào trạng thái lo lắng. Không nghi ngờ gì, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều không muốn thẩm diệu gả vào hoàng gia. Hoàng thất là nơi vô tình nhất, ngoài những yếu tố chính trị phức tạp hậu cung hoàng gia cũng đầy âm mưu và đấu đá. Nếu thẩm diệu phải gả vào đó, cuộc sống của nàng sẽ khó mà an lành. Vinh hoa phú quý và quyền lực không bù đắp được những mất mát ấy. Thẩm tín muốn nhanh chóng gả thẩm diệu đi trước khi thánh chỉ được ban xuống. Trước khi vào cung, thẩm tín và La Tuyết Nhạn đã bàn về chuyện hôn nhân của thẩm diệu, đặc biệt sau sự việc của tô phu nhân. La Tuyết Nhạn thậm chí đã cho người lập một quyển sách ghi chép tất cả các thanh niên tuấn kiệt trong định kinh thành, tỉ mỉ về tướng mạo, tính cách, gia cảnh và các chi tiết liên quan. La Tuyết Nhạn cũng từng thăm dò ý tứ của Thẩm Diệu, khi thấy nàng không phản đối việc lựa chọn phu quân theo cách này, bà mới yên tâm và quyết tâm tìm kiếm một người chồng phù hợp cho nàng. Thẩm gia tại định kinh có vị thế đặc biệt trong mắt văn huệ đế, nên việc chọn lựa nhân gia cũng không thể tùy tiện những gia đình quyền thế lớn đều bị loại bỏ để tránh gây hiểu lầm về việc thẩm gia muốn liên minh thế lực. Là tuyết nhạn và thẩm tín chỉ chọn những gia đình trung thượng, không có dã tâm, phẩm chất chính trực. Thẩm khâu, người phóng khoáng và có nhiều bạn bè trong binh bộ, cũng giúp hỏi thăm về phẩm tính của những người này. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi thẩm tín ngỏ ý kết thân, đối phương đều từ chối một cách khéo léo, nói rằng con trai đã đính hôn hoặc chưa vội cưới vợ. Thẩm Tín là người nóng tính và đặt Thẩm Diệu lên hàng đầu, khi người khác không nhìn thấy được giá trị của Thẩm Diệu, ông cũng không bận tâm đến họ và liền phẩy tay áo bỏ đi. Cuộc tìm kiếm phu quân cho Thẩm Diệu trở nên khó khăn hơn, bởi không chỉ phải tìm người có phẩm chất tốt, mà còn phải đảm bảo không dính líu đến quyền lực và chính trị. Thẩm gia muốn tránh xa những âm mưu và đấu đá, nhưng cũng phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn để bảo vệ con gái mình. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn nhận ra rằng việc tìm kiếm một phu quân phù hợp cho Thẩm Diệu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mỗi khi họ tiếp cận một gia đình có thanh niên tuấn kiệt, đối phương đều tìm cớ chối từ. Ban đầu, họ nghĩ đó là sự trùng hợp, nhưng khi tình huống này lặp đi lặp lại, Thẩm Tín nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Một vị võ tướng, người giao hảo với Thẩm Tín tiết lộ rằng triều thần hiện tại đều hiểu rằng hoàng gia có ý định chỉ định thẩm diệu làm phi cho thái tử. Vì vậy, không ai dám cạnh tranh với hoàng gia để giành lấy thẩm diệu. Nếu thẩm diệu gả đi nơi khác, điều đó không chỉ tránh khỏi việc vào đông cung mà còn khiến hoàng gia không hài lòng với nhà chồng của thẩm diệu. Tin tức này khiến thẩm tín nổi giận. Ông không ngờ những gia đình thanh lưu, vốn không dính líu đến thế tục, lại trở nên hèn nhát và không dám nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, Thẩm Diệu nghe thấy những điều này từ Bạch Lộ và Sương Hàng chỉ cười nhạt. Kinh chập lo lắng hỏi, cô nương làm sao lại không vội vã? Bây giờ phu nhân và lão gia đều gấp hỏng rồi, tiếp tục như vậy, chính là thánh chỉ tạm thời không có hạ xuống, cũng tìm không được người thích hợp. Thẩm Diệu nhấp một ngụm trà nóng và nói, người phó gia lại không phải người ngu. Nơi nào sẽ không biết được cha mẹ đánh ý định gì? Từ đầu, Thẩm Diệu đã biết rằng kế hoạch của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không khả thi. Tin tức về việc Thẩm Diệu sẽ gả cho Thái tử Lan Truyền không phải là ngẫu nhiên mà là do Hoàng gia muốn công khai điều này. Không ai trong minh tề dám đối đầu với Hoàng gia để cướp người, vì vậy kế hoạch của Thẩm Tín phu phụ là không thể thành công. Cốc Vũ cảm thấy lo lắng, cô nương chẳng lẽ thật sự phải gả cho Thái tử Điện Hạ hay sao? Là những nha hoàn thân cận, Kinh Chập và Cốc Vũ có thể cảm nhận được thẩm diệu không thích Hoàng Cung và người trong Hoàng Cung. Gả vào Đông Cung sẽ không làm nàng thoải mái. Thẩm diệu chỉ nói, từ từ tính vậy. Nhưng trong lòng nàng quyết định rằng mình sẽ không bao giờ tái giá với Minh Tề Hoàng gia. Nếu thực sự không thể tránh khỏi, nàng sẽ phá hủy thanh danh của mình. Hoàng gia muốn binh quyền của thẩm gia nhưng không dám công khai điều đó. Nếu danh tiếng của thẩm diệu bị hỏng, và thái tử vẫn muốn cưới nàng, điều đó sẽ khiến hoàng gia mất mặt. Giữa Nón xanh và Binh quyền, Thẩm Diệu biết hoàng gia sẽ chọn Binh quyền. Nếu hoàng gia vẫn kiên quyết, danh tiếng của họ sẽ bị tổn hại và người dân sẽ nghĩ rằng hoàng gia hậu cung đang trở nên hỗn loạn. La Là Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. "Không có, Di à. Tất cả những người có thể xem xét đều đã biết về chuyện hoàng gia muốn chỉ hôn Thẩm Diệu cho thái tử." họ không dám đối đầu với hoàng gia la tuyết nhạn thở dài nhìn thẩm tín và thẩm khâu đầy bất lực chúng ta phải làm gì bây giờ không thể để kiều kiều rơi vào cảnh này mãi thẩm tín gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị chúng ta không thể để kiều kiều chịu thiệt thòi ta sẽ tiếp tục tìm kiếm dù có khó khăn thế nào cũng không thể để con gái mình phải gả cho thái tử chỉ vì áp lực từ hoàng gia la lăng nhìn mọi người trong phòng sau đó chậm rãi nói, có lẽ chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì tìm kiếm một gia đình phù hợp, chúng ta nên tìm một người đủ dũng cảm và yêu thương kiều kiều thực sự, người có thể đứng lên bảo vệ nàng trước hoàng gia. Thẩm khâu nhìn la lăng, ánh mắt sáng lên. Người nói đúng, chúng ta cần tìm một người có tình cảm thật sự với kiều kiều, một người sẽ không sợ hãi trước hoàng gia. La tuyết nhạn khẽ cau mày, lo lắng hỏi, nhưng làm sao chúng ta có thể tìm được một người như vậy trong thời gian ngắn như thế? La Lăng mỉm cười, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Chúng ta sẽ tìm thấy, gì à? Dù phải lật tung định kinh lên, chúng ta sẽ tìm được một người như vậy cho Kiều Kiều. Nàng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và an lành. Thẩm Diệu đứng ngoài cửa, nghe lén cuộc trò chuyện của mọi người. Trái tim nàng chợt cảm thấy ấm áp, dù biết tình hình rất khó khăn, nhưng ít nhất nàng biết rằng gia đình luôn đứng về phía mình sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ nàng dù phải đối mặt với áp lực từ hoàng gia họ vẫn quyết tâm tìm cho nàng một người xứng đáng la lăng lắc lắc đầu thẩm tín và thẩm khâu đều có chút thất vọng la tuyết nhạn cũng cúi đầu lo lắng nhìn chén trà trước mặt trong sự trầm mặc lại nghe thấy la lăng nhẹ giọng mở miệng nói cô 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 phụ biểu ca ba người ngẩng đầu lên đã thấy la lăng vẻ mặt có chút kỳ quái muốn nói lại thôi thẩm khâu hỏi biểu đệ ngươi làm sao có lời gì thì nói thẳng nơi này đều là người trong nhà la lăng hít một hơi thật sâu nói biểu muội đến hiện tại vẫn chưa tìm được người thích hợp sao la tuyết nhạn lắc đầu nói những người ở định kinh đều sợ bị hoàng thất gây phiền phức hận không thể tránh xa thẩm ra muốn tìm một người thích hợp lại chịu cưới kiểu kiều thực sự là quá khó khăn như vậy la lăng dừng lại một chút rồi lấy dũng khí mở miệng ta nguyện ý cưới biểu muội lời này vừa nói ra trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc các nha hoàn cũng không dám mở miệng lặng lẽ lui ra một bên thẩm khâu và thẩm tín khẩn trương nhìn la lăng nhưng la lăng như bỗng nhiên có dũng khí tiếp tục nói ta biết tay phải của mình bây giờ còn không được về gia thế và tướng mạo người định kinh hơn ta nhiều nhưng ta nguyện ý cưới biểu muội ta sẽ đối xử với nàng cả đời không nạp thiếp không thu thông phòng trong hậu viện chỉ có một mình nàng hơn nữa la lang mỉm cười nói nếu cô cô và cô phụ lo lắng hoàng gia có động tĩnh gì ta có thể mang nàng về tiểu xuân thành cha mẹ và tổ phụ đều ở đó bọn họ sẽ chăm sóc biểu muội không để nàng chịu oan ức khi cô cô và cô phụ xuất trinh cũng có thể về tiểu xuân thành thăm nàng biểu đệ ngươi thẩm khâu nói không ra lời không chỉ thẩm khâu la tuyết nhạn và thẩm tín cũng có chút sững sờ lời nói của la lăng thật thà chân thành không có một chút hứa hẹn hoa mỹ trước đó la tuyết nhạn không nghĩ đến chuyện hai đứa bé này chỉ nghĩ thẩm diệu đối với la lăng như huynh muội không nghĩ nhiều nữa nhưng trước mắt tình trạng không giống La Lăng so với Thái tử là cái kết quả tốt nhất. La Lăng được thẩm tín và phu phụ nhìn lớn lên, tính cách chính trực, ôn hòa, giỏi dung người, vừa vặn có thể bao dung Thẩm Diệu. Lại là đại ca nhi tử, chẳng khác gì là người một nhà, Thẩm Diệu gả đi sẽ không bị công công bà bà làm khó dễ. La Liên Doanh và dư thị đều yêu thích Thẩm Diệu, không chừng còn thiên vị nàng nhiều hơn. Quan trọng nhất là La Lăng có thể mang Thẩm Diệu về tiểu xuân thành trời cao hoàng đế xa, hoàng gia dù có bất mãn cũng ngoài tầm tay, vừa vặn có thể để thầm diệu tránh né khó khăn. Theo cuộc chiến đoạt đích của hoàng tử càng ngày càng kịch liệt, minh tề thế cuộc càng phức tạp, định kinh thành càng ngày càng nguy hiểm. Thẩm tín vì binh quyền không thể rời định kinh, nhưng không muốn để đôi nhi nữ cuốn vào nguy hiểm. Thẩm khâu là nam nhi, đã vào sĩ, không thể trốn tránh, nhưng thẩm diệu Thẩm Tín luôn hy vọng nàng có thể trải qua an bình trôi chảy. Gả vào La gia là lựa chọn không tồi. Thẩm Tín nhìn chầm chầm La Lăng, lời nói sắc bén, "Lăng Ca Nhi, trước mắt ngươi vì giải nạn mà lấy kiểu kiểu, bảo đảm không cho phép sau này gặp người mình tâm nghi cô nương thì ngươi sẽ làm sao?" Lời này có chút tìm tòi nghiên cứu, La Lăng lại đột nhiên có chút thẹn thùng, sắc mặt ửng đỏ nhưng vẫn kiên trì nói, "Ta tâm nghi chỉ có biểu muội một người." thẩm khâu nghe vậy vỗ vai la lăng nói như vậy ngươi là đã sớm vừa ý muội muội la tuyết nhạn cũng kinh ngạc la lăng tính cách ôn hòa tự tin không lộ ra ngoài thường ngày đối với thẩm diệu la tuyết nhạn chỉ nghĩ là huynh trưởng chiếu cố muội muội không nghĩ rằng la lăng có ý này la lăng gật đầu thực sự là tiện nghi ngươi tiểu tử thúi thẩm khâu bất mãn mở miệng câm miệng khâu ca nhi La tuyết nhạn chừng thẩm khâu, nhìn la lăng càng xem càng thỏa mãn. Thẩm tín và thẩm khâu không thoải mái, nỗi lòng của họ phức tạp, không ai cưới thẩm diệu thì không cao hứng, có người cưới cũng không cao hứng. Đặc biệt là thẩm tín cảm giác nữ nhi của mình như hoa như ngọc nuôi lớ, liền gà cho tiểu tử thúi này, vô cớ làm lợi đối phương, cảm thấy la lăng không vừa mắt. Thẩm khâu nói, ta lại nói không sai, kiều kiều nếu không ra chuyện này, định kinh con cháu tùy ý chọn cái thiên tiên đều không quá đáng. Ai biết ra chuyện này? Biểu đệ lượng cái điểm yếu, cũng không biết là đời trước tích cái gì đức. Là tuyết nhạn giận dữ, tiểu tử thúi, người lại nói hiu nói vượn thử xem, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. La là lăng cười nói, biểu ca nói không sai, cưới kiểu kiều là phúc phận của ta. Chỉ là, hắn nói, việc này còn phải hỏi đến biểu muội ý kiến. Nếu biểu muội không muốn, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Đến cùng vẫn tôn trọng thẩm Diệu ý tứ. La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý tứ trong mắt đối phương. Gà hay không gà cuối cùng đều muốn xem Thẩm Diệu thái độ. Dưới tình trạng này, Thẩm Diệu cũng sẽ chọn gà cho La Lăng, dù sao Đông cung là một chắc phi cũng không phù hợp Thẩm Diệu yêu thích. So với thái tử, La Lăng dung mạo tuấn tú, tính tình ôn hòa bao dung, hiển nhiên phù hợp lương nhân dáng dấp. La tuyết nhạn lên tiếng, ngươi cũng không nên tự ti, bất kể thế nào, ta cùng cô phụ và biểu ca ngươi luôn ủng hộ ngươi. Thẩm tín và thẩm khâu không hài lòng bị la tuyết nhạn đại diện nhưng không phản bác. Mấy người đang thương lượng, bên ngoài đột nhiên có gã sai vặt thông báo, lão gia, phu nhân, trước cửa có người tìm. Mấy ngày nay vì thẩm diệu, định kinh và thẩm gia có chút giao tình, người tránh không gặp, càng không chủ động tới cửa. Thẩm khâu hỏi, ai vậy? Gã sai vặt nói, là Bình Nam bá phu nhân. Mọi người, tô phu nhân vào nhà thấy thẩm khâu và thẩm tín, có chút sợ sệt thẩm tín. Thẩm tín không hòa nhã với tô dục, tô dục không lọt nổi mắt xanh thẩm tín, tô phu nhân càng không. Lần này vì tô minh phong, tô phu nhân mới đến thẩm gia. Là tuyết nhạn mời tô phu nhân ngồi tô phu nhân và thẩm tín thấy lễ cười nhìn thẩm khâu nói vị này chính là quý phủ đại thiếu gia quả thực thiếu niên anh tài tuấn giật bất phàm thẩm khâu ngay lập tức không dám nói gì tô phu nhân nhìn sang phía la lăng cười hỏi vậy công tử đây là la tuyết nhạn lập tức giải thích đây là chất tử của ta la lăng tô phu nhân nhìn la lăng với ánh mắt có chút lạ lùng nhưng không thể hiện sự bất bình bà hỏi Vậy biểu thiếu gia đây đã có hôn phối chưa? Bẩm phu nhân, vãn bối chưa có." La Lăng trả lời lễ phép, xong nhìn sang Tô phu nhân một cách nghi ngờ, có vẻ như không hiểu tại sao lần đầu tiên gặp mặt bà liền hỏi về vấn đề hôn nhân, điều này có vẻ hơi xâm phạm. La Lăng vẫn giữ lễ khiến ánh mắt của Tô phu nhân nhìn hắn càng thêm lạ lùng, thậm chí có một chút địch ý. Mặc dù người khác có thể không nhận ra điều này, nhưng trong tâm trí của tô phu nhân bà cảm thấy không an ổn bà không ngờ rằng trong nhà thẩm lại có một chàng trai chính trực như vậy nhìn vào hắn bà nhận ra rằng ha không chỉ là một tài năng mà còn biết cách ứng xử lễ độ phải biết rằng biểu ca biểu muội là mối quan hệ rất dễ tiến thêm một bước thẩm diệu vẫn còn nhỏ và không hiểu biết rất dễ bị biểu ca thu hút với suy nghĩ đó liệu tô minh phong có cơ hội không Tô phu nhân định thần và quyết tâm phải cố gắng để con trai mình có cơ hội tốt nhất. Thẩm Tín là bậc trượng phu, không tiện ở lại để nghe nữ nhân nói chuyện, nên ông ta đứng dậy và rời đi trước. Chỉ còn lại La Tuyết Nhạn và Tô phu nhân. La Tuyết Nhạn cười và hỏi, "Tô phu nhân đến đây hôm nay, có chuyện gì quan trọng không?" Mặc dù cô không nói ra nhưng có vẻ như có một ít sự cấp bách, trong lòng La Tuyết Nhạn có một chút suy đoán mơ hồ nhưng lại không dám nghĩ đến điều gì quá xa xôi chỉ cho rằng đó là ý nghĩ của chính mình tô phu nhân nghiêm túc nói vài ngày trước ta đã trò chuyện với phu nhân về vấn đề này phu nhân đang xem xét cẩn thận chứ la tuyết nhạn bất ngờ trò chuyện về vấn đề gì mấy ngày trước đó có phải là về tô minh phong và thẩm diệu không la tuyết nhạn cảm thấy một chút lo lắng nói tô phu nhân có nghe tin đồn gần đây không mặc dù hy vọng có nhiều người đến cầu hôn thẩm diệu hơn để nàng ấy có nhiều sự lựa chọn hơn nhưng nàng không muốn gạt bỏ hoặc gây ra rắc rối cho người khác vì vậy nàng nói trực tiếp tô phu nhân nói tin đồn gì vậy là tuyết nhạn quyết tâm và nói chính là thái tử muốn cưới con gái của chúng ta vào cung tin này à tô phu nhân cười và nói ta đã nghe thẩm ra có một cô gái xinh đẹp trong cung cũng đều nhớ đến khi tô phu nhân phát biểu, không có dấu hiệu của sự lo lắng, thậm chí còn thản nhiên hơn La Tuyết Nhạn. Ngược lại, La Tuyết Nhạn có vẻ không hiểu, liệu tô phu nhân gan có quá lớn chăng? Hay bà không hiểu rõ việc hoàng gia có ý đồ gì với thẩm diệu, hoặc có phải nàng đang lo lắng vô cớ? Người đã nghe về vấn đề này, nhưng còn cân nhắc hôn sự giữ tô minh phong và thẩm diệu. La Tuyết Nhạn hỏi. Tất nhiên là phải xem xét, Tô phu nhân gật đầu, chúng ta không thể tự cho mình quá tự cao. Cũng không thể chỉ cho phép mỗi Tô gia quan tâm đến Thẩm Ngũ tiểu thư mà không cho phép nhà khác để ý đến chứ. Phu nhân, Tô gia luôn tuân thủ nguyên tắc tính tình đôn hậu, không bao giờ tự cao tự đại như vậy. La Tuyết Nhạn cảm thấy ý kiến của Tô phu nhân không giống với ý của mình, cô nói trực tiếp với cô ấy, thái tử có ý định đưa tiểu nữ vào đông cung. Vì cả hai đều là nương thân, tôi không thể giấu phu nhân, tiểu nữ không muốn làm chắc phi, nên muốn sớm gả đi. Nhưng nếu tin đồn lan truyền ra ngoài, hoàng gia sẽ phản đối mạnh mẽ. Phu nhân cũng biết, ai mà dám kết thân với tiểu nữ trong tình hình này, đều là đối lập với hoàng gia, có thể gây tổn thương cho bản thân. Phu nhân, bây giờ ngươi đã hiểu ý của tôi chưa? Ngươi có muốn tiếp tục chuyện kết thân không? Lời này không chứa bất kỳ sự giấu giếm nào, Nàng công khai thể hiện sự lo lắng với đối phương. Tô phu nhân lại mỉm cười và nói, "Phu nhân có lẽ nghĩ rằng ta là người dại dột, không hiểu những gì phu nhân đang nói, phải không?" Lần này, La Tuyết Nhạn càng không hiểu rõ hơn, dường như nàng ấy đã công khai một điểm yếu nhưng Tô phu nhân lại vẫn muốn tiếp tục kế hoạch kết hôn. Liệu Tô gia không sợ gây rắc rối cho mình? Cũng không phải là ta giấu giếm phu nhân." Tô phu nhân cười tình hình ở định kinh hiện giờ quá phức tạp, nhưng như lão gia nhà tôi thường nói, tránh họa hai chữ, có lẽ việc tránh né các vấn đề không thể tháo gỡ là điều khôn ngoan nhất. Trong những năm qua, gia đình Bình Nam Bá cũng đã rút lui khỏi triều đình, nếu các quan tham gia đã dần rút lui, không có nhiều điều để lo lắng. Vậy nên, việc kết hôn này, ta hiểu rõ rủi ro trong đó, nhưng ai bảo Minh Phong nhà ta yêu thích cô nương kia chứ? La Tuyết Nhạn trợn mắt lên, thất thanh hỏi, yêu thích. Nàng vẫn cho là cái kia một ngày tô phu nhân nói chỉ là là lời khách sáo, hoặc là kiếm cớ nói nàng. Trước mắt xem qua biểu hiện của tô phu nhân lại không giống như là giả. Đương nhiên, tô phu nhân nói, nếu không có minh phong yêu thích, ta làm sao sẽ vẫn quấn quýt lấy phu nhân. Nàng thở dài, ta ngược lại thật ra chưa từng thấy minh phong yêu thích cô nương nào như, nhưng biết đứa con trai này đã quyết tâm, phàm là yêu thích cái gì thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu yêu thích thẩm cô nương, ngày sau sẽ khó có chuyện yêu thương cô nương khác. Thay vì để hắn đi vào ngõ cụt thì ta thành toàn tâm nguyện cho hắn vậy. Tô phu nhân cúi đầu nhìn đầu ngón tay, bởi vì tình thế của tô gia, Minh Phong chỉ có thể giấu rốt không thể thi triển năng lực trên đường quan lộ, đã là chúng ta hổ thẹn với hắn, nếu chuyện hôn sự còn không để hắn tọa nguyện được, ta cùng lão gia chỉ cảm thấy nợ hắn. Cả đời này đều bù không nổi. La Tuyết Nhạn nghe, trong lòng liền dần dần sinh ra một loại hứng thú với Tô phu nhân, đều là làm mẫu thân, tự nhiên có thể có chút thấu hiểu cho tâm tình bà. Chỉ nghe Tô phu nhân lại nói, chỉ là xin phu nhân yên lòng, chúng ta Tô ra tuy rằng đã không phải quan gia, nhưng là bạc thì vẫn không thiếu, không cần lo lắng cho chuyện ăn mặc. Khi Thẩm tiểu thư gà tớ, ta cùng lão gia sẽ đưa nàng cho rằng chính mình nữ nhi. Minh Phong tính tình cứng nhắc lại phúc hậu, hậu viện sẽ không có nữ nhân khác. Nhân khẩu đơn giản, thẩm tiểu thư tuy nói không thể như tại Thái tử phủ như vậy vinh hoa phú quý, nhưng cũng trải qua thỏa mãn tự do. Là Tuyết nhạn trong lòng hơi động, lời của tô phu nhân có thể coi là chạm đến tận tâm khảm của bà. Bà không mong thẩm diệu phải gả cho một người quá giàu có hay quyền quý, chỉ cần đối phương có phẩm hạnh tốt, đối xử tử tế với thẩm diệu và gia đình đơn giản là được. Tô Minh Phong là một lựa chọn tốt. Nghĩ đến La Lăng, Tô Phu Nhân bắt đầu do dự. La Lăng cũng không tệ, nhưng nếu thẩm diệu cưới La Lăng, nàng phải về Tiểu Xuân Thành, còn với Tô Minh Phong, nàng có thể ở lại định kinh. Vì những suy tính trong lòng, lần này La Tuyết Nhạn không từ chối Tô Phu Nhân ngay mà chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm. Sau khi Tô Phu Nhân rời đi, bà liền tìm thẩm tín để thương lượng việc này quan trọng nhất vẫn là xem ý kiến của thẩm diệu hai người này đều là thanh niên tuấn kiệt miễn là xác thực tô minh phong không có vấn đề gì thì thẩm diệu có thể tự mình lựa chọn tương lai phu quân chuyện này không biết sao lại truyền đến tai thẩm diệu la đàm tìm đến thẩm diệu cười vui vẻ không thể tả nói tiểu biểu muội bình thường không bước chân ra khỏi cửa không ngờ hương tử không sợ ngõ nhỏ sâu người xem lăng ca ca và thiếu gia tô gia đều đến nhà còn có thái tử nữa. Đây chính là ba đóa hoa đào, người khác nhìn vào chỉ sợ muốn hâm mộ đến chết. Thẩm Diệu rất bất đắc dĩ. La là Lăng dĩ nhiên sẽ vào lúc này đưa ra muốn cưới nàng, nhưng để Thẩm Diệu bất ngờ hơn chính là Tô phu nhân lại đến đây, thay Tô Minh Phong nắm hôn sự này. Tô phu nhân muốn kết thân với Thẩm gia làm Thẩm Diệu nghi ngờ. Sợ rằng Tô Minh Phong muốn điều tra rõ thân phận tạ cảnh hành. Đến mức độ này Tô Gia thậm chí không tiếc đối đầu với Hoàng Gia để cưới nàng, thẩm diệu cảm thấy Tô Minh Phong ngày càng nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là giao chuyện này cho tạ cảnh hành giải quyết. Nhưng, thẩm diệu liếc nhìn cửa sổ, người này không biết khi nào mới trở về, lại chọn thời điểm này biến mất, làm nàng trong lòng có chút bất mãn. La Đàm vẫn tiếp tục nói, trước đây treo dây đỏ kết duyên ở phổ đà, tiểu biểu muội vứt dây đỏ ở nơi tốt. Ta ngày đó liếc nhìn, hướng dây đỏ chỗ thân chạc cây dòng bên có rất nhiều, chỉ sợ bây giờ hoa đào, ta xem ba đóa hoa đào là không đủ, không chừng còn có sáu đóa bảy đóa tám đóa Thẩm diệu nâng chung trà lên, nói, người cho là tại cắt bỏ xong cửa sổ, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Là lăng tính cách thiện lương, tô ra hiếm có, tìm được hai người không sợ đối đầu với hoàng thất đã là ít, sao có thể còn có những người khác. Nghĩ đến lời đạo sĩ điên nói, sợ có hoa đào khó khăn thẩm diệu không khỏi giật mình chẳng lẽ bị nói chúng rồi la đàm tiếp tục lầm bầm nhưng tiểu biểu muội quăng dây đỏ cuối cùng rơi vào cành cao cành cao phải làm là nơi trở về của ngươi không biết muội phu là ai thẩm diệu nhấp ngụm trà mất tập trung nghe la đàm đàng hoàng trịnh trọng nói hiu nói vượn nếu là duệ vương thì tốt rồi la đàm vỗ tay ta liền nước lên thì thuyền lên là duệ vương tiểu di tử thẩm diệu vừa uống trà, suýt nữa phun ra ngoài. Không ngờ, lời la đàm thành sấm, thẩm diệu nơi này hoa đào, không đến thì thôi, vừa đến kinh người, chỉ ba đóa quả thật bị đánh giá thấp. 169. Quý mến. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thẩm trạch có một vị khách đặc biệt đến. Người đến không phải ai khác mà chính là Phùng An Ninh. Từ sau khi chuyện thẩm diệu và la đàm bị bắt cóc xảy ra, Phùng An Ninh đã chủ động đến nhà xin lỗi Thẩm Tín và phu nhân. Tuy rằng Thẩm Tín và phu nhân biểu thị không có gì đáng ngại, Thẩm Diệu và La Đàm cũng không để bụng, nhưng Phùng An Ninh vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Ngoài việc thường xuyên mang đến một ít đồ chơi nhỏ, Phùng An Ninh cũng rất ít khi lui tới. Có lẽ vì cảm thấy không còn mặt mũi đối với Thẩm Diệu và La Đàm, khi La Đàm gửi thiệp mời, Phùng An Ninh đều uyển ngôn cự tuyệt không ngờ hôm nay Phùng An Ninh lại chủ động đến nhà. La Đàm vừa nghe Phùng An Ninh đến thì rất vui mừng, kéo Thẩm Diệu hướng tiền thính chạy đến. Ở Định Kinh, ngoài Thẩm Diệu, Phùng An Ninh là người bạn duy nhất của La Đàm. Hai người một mạnh mẽ thẳng thắn, một phóng khoáng ngỗ ngược, rất hợp nhau. Do sự việc trước đây, La Đàm đã lâu không gặp Phùng An Ninh, nên có chút không thể chờ đợi được nữa. Đến chính sảnh, quả nhiên thấy La Tuyết Nhạn đang nói chuyện với Phùng An Ninh. Phùng An Ninh mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, trải tóc gọn gàng, đeo vòng tai ngọc trai và châm lưu ly, li, trông điềm đạm hơn trước rất nhiều. La Đàm gọi lớn, Phùng An Ninh, rồi chạy vội tới. Thẩm Diệu chú ý thấy bên cạnh Phùng An Ninh có một thanh niên chừng 20 tuổi. Người thanh niên này có dáng vẻ nhã nhặn, ăn mặc lịch sự, thần thái ôn hòa. Thấy Thẩm Diệu nhìn mình, anh ta khẽ gật đầu chào rất lễ độ la đàm lúc này mới để ý thấy có một người liền hỏi vị này là la tuyết nhạn có chút lúng túng nhưng nghĩ đến lý do phùng an ninh đến hôm nay liền cảm thấy khó xử không biết nên vui hay buồn phùng an ninh chủ động nói vị này là huynh trưởng của ta thẩm diệu hiểu ra phùng gia chỉ có phùng an ninh và đại ca phùng tử hiền vậy đây chính là phùng tử hiền phùng tử hiền đứng dậy chắp tay chào thẩm diệu và la đàm thẩm diệu và la đàm vội vàng đáp lễ la đàm nhìn phùng tử hiền rồi nhìn phùng an ninh hỏi an ninh hôm nay ngươi đến không phải để chơi với chúng ta sao nếu phùng an ninh chỉ đến chơi thì đã không mang theo phùng tử hiền điều này khiến mọi người cảm thấy bất ngờ không hiểu ý định của phùng an ninh phùng an ninh im lặng nhìn phùng tử hiền anh ta hơi thẹn thùng nhưng vẫn chủ động nói hôm nay đến đây là nghe nói binh bộ thẩm khâu huynh đệ gần đây đang chiêu tế tại hạ cả gan tự tiến cử mạo phạm xin cô nương phu nhân lượng thứ nói xong khuôn mặt ửng đỏ liếc nhìn la đàm la tuyết nhạn có chút lúng túng nhưng trong mắt lại ưa thích la đàm ngạc nhiên há to miệng thầm dịu sững sờ không biết là cảm xúc gì phùng tử hiền nói mấy câu này thực sự rất gan lớn Thường thì những việc này do phụ mẫu làm chủ, hoặc nhờ băng nhân, rất hiếm khi tự mình đến nói. Nhưng dù sao, Phùng Tử Hiền vẫn rất hiểu lễ nghi. Thẩm Diệu không nói gì, Phùng An ninh chủ động mở lời, chúng ta đều nghe đồn về sự việc này, giờ định kinh quan gia đều kiêng kỵ. Nhưng gả vào Đông Cung không phải là lựa chọn tốt nhất. Chẳng bằng gả cho đại ca ta. Đại ca ta văn thao võ lược, tính tình cương trực nếu ngươi gả vào nhà chúng ta ta sẽ giúp đỡ ngươi khắp nơi phùng an ninh xưa nay thẳng thắn lời này nói rất chân thật la tuyết nhạn sắc mặt dịu đi thẩm diệu hỏi việc này phùng phu nhân và phùng lão gia có biết không phùng an ninh do dự một chút rồi nói trước kia cha không đồng ý nhưng sau khi chúng ta khuyên nhủ ông cũng đồng ý cha ta ngoài miệng cứng rắn nhưng bên trong rất mềm yếu bản thân vẫn rất giảng nghĩa khí việc này nhất định sẽ không ngăn cản thẩm diệu không nghi ngờ điều này chỉ nhìn phùng an ninh là hiểu được phùng lão gia thực sự cũng không phải là người thông minh thẩm diệu nhìn phùng tử hiền hỏi phùng công tử cũng cảm thấy ta đáng thương nên muốn cưới ta sao mọi người đều sững sờ la tuyết nhạn sững sờ vì thẩm diệu đối mặt với chuyện đại sự lại bình tĩnh như vậy phùng tử hiền không nghĩ thẩm diệu sẽ hỏi thẳng vấn đề này anh ta nhanh chóng trả lời xá muội từng nhiều lần nhắc đến cô nương tử hiền rất khâm phục tài hoa và tính tình của cô nương lần này gặp dịp may nên mới mạo muội đến đây nói xong khuôn mặt càng đỏ là đàm nghe vậy cười khúc khích thẩm diệu lại cảm thấy vô lực không biết phùng an ninh thường miêu tả mình thế nào mà ngay cả tài hoa tính tình cũng nói ra được phùng an ninh căng thẳng nhìn thẩm diệu hỏi đại ca ta nhất định tốt hơn thái tử thẩm diệu suýt nữa bật cười lời này nếu lọt vào tai người khác chỉ sợ phùng an ninh sẽ bị coi là đại bất kính chỉ là phùng an ninh thực sự để ý đến thẩm diệu nên mới nói như vậy thẩm diệu lại nhìn phùng tử hiền thấy anh ta cũng là người chính trực thẩm diệu cười nói cũng không thể chỉ dựa vào mấy câu nói mà quyết định thân sự của ta như vậy quá không công bằng cho ta và phùng công tử la tuyết nhạn nghe thẩm diệu nói chuyện trong lòng có chút suy nghĩ. Ý của Thẩm Diệu rõ ràng là có ý tưởng khác về thân sự của mình. Nhưng là mẹ, bà không biết Thẩm Diệu thực sự định thế nào. Thẩm Diệu không muốn gả vào đông cung, nhưng cũng không để bụng những thanh niên tuấn kiệt khác. La Tuyết Nhạn có chút lo lắng. Tưởng rằng không ai dám đối nghịch với hoàng gia đến thẩm trạch cầu hôn, không ngờ vừa đến đã có ba người là La Lăng, Tô Minh Phong và Phùng Tử Hiền ai cũng là người có thể khiến người khác hài lòng nhưng thẩm diệu nhìn ai cũng không có chỗ đặc biệt nào phùng an ninh nói nhưng ngươi không vội thì không còn thời gian lời này không sai ai biết thánh chỉ khi nào hạ xuống nếu là trước đây có nhiều thời gian để thẩm diệu suy nghĩ rõ ràng nhưng hôm nay thánh chỉ có thể hạ xuống bất cứ lúc nào thẩm diệu khoát tay muốn nói bỗng thấy kinh chập vội vã chạy vào nói lớn cô nương trong cung người đến là tuyết nhạn sắc mặt trắng bạch. không dám để người phát hiện phùng gia huynh muội ở đây là tuyết nhạn mang theo thẩm diệu ra tiền thính nghênh đón sau khi nghe tiểu thái giám truyền lời mới hiểu không phải truyền thánh chỉ mà là hoàng hậu nương nương muốn gặp thẩm diệu ngày mai chờ tiểu thái giám đi rồi là tuyết nhạn sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ tuy rằng không có truyền thánh chỉ nhưng cũng không khá hơn chút nào Ngày mai Thẩm Diệu một mình tiến cung, nếu vào lúc đó đưa ra thánh chỉ, Thẩm Diệu một mình không tiện cự tuyệt. Coi như không đưa ra, ai biết hoàng hậu sẽ nói ra cái gì đe dọa. Để Thẩm Diệu một thân một mình đi gặp mặt hoàng hậu vốn là với tâm thế đề phòng nguy hiểm. Phùng An Ninh cùng Phùng Tử Hiền đều có chút bận tâm, Thẩm Diệu ngược lại còn khuyên bọn họ không cần để ở trong lòng. Chờ Phùng gia huynh muội đi rồi, La Đàm mới hỏi, "Tiểu biểu muội làm sao bây giờ có muốn ngay ngày gần đây đem thân sự định ra không thân sự cũng không phải một đêm là có thể định ra còn phải hợp bát tự trao đổi thiếp canh mời băng nhân đến đi chàng nhiều chuyện cực kỳ ngày mai trước là không kịp thẩm diệu nói la đàm choáng váng nguyên lai like còn có nhiều chuyện như vậy lại nói tiểu biểu muội đúng là biết rõ ràng thẩm diệu dừng lại tự nhiên là rõ ràng bởi vì kiếp trước nàng là lòng tràn đầy ưa thích nhìn những chuyện này hoàn thành, chỉ hận không thể sớm chút cả tới tâm nghi người phủ đệ. Cũng không biết đó là một chỗ ăn tươi nuốt sống phần mộ. La tuyết nhạn thật lòng nhìn về phía thẩm diệu, kiều kiều, ngươi nói cho nương, trong mấy người này, ngươi yêu thích ai nhất? Cũng cũng không tính được yêu thích, thẩm diệu mỉm cười, chọn cái thích hợp nhất đi. Nương cũng không cần quá mức sốt ruột, Ngày mai chờ ta từ trong cung trở về mới quyết định cũng không muộn. Nói không chắc còn có thể có càng nhiều người thích hợp xuất hiện. La Tuyết Nhạn ngẩn ra, Thẩm Diệu lúc nào cũng đối với mình thân sự thờ ơ, đối với tương lai phu quân tựa hồ cũng vô hạn đối đãi, khiến La Tuyết Nhạn trong lòng có chút hoàng hốt. Mãi cho đến khi Thẩm Diệu đi rồi, bà mới tự lầm bẩm, chẳng lẽ Kiều Kiều đối với Định Vương còn dư tình chưa xong sao? Những ý nghĩ này của La Tuyết Nhạn, thầm diệu một chút cũng không biết. Nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, đơn giản chính là cùng hoàng gia ngọc đá cùng vỡ. Nàng có liệt sĩ đoạn hoàn quyết tâm, chính là không biết người phó gia có hay không bỏ qua danh tiếng dự định. Coi như tại xấu nhất hoàn cảnh, cũng không thể mất đi hy vọng, tóm lại còn sống sót không phải sao. Nàng nghĩ như vậy, rồi lại ánh mắt nặng nề nhìn cửa sổ một chút, rốt cục rác ra mấy phần buồn bực phân phó cốc vũ, cửa sổ đóng chặt chút, ta muốn nghỉ ngơi. Thái tử có ý định muốn nạp thẩm diệu làm chắc phi, dẫn đến bây giờ quan gia đều không dám cùng thẩm gia kéo lên liên quan. Việc này lưu truyền sôi sụp, có thể truyền tới quan gia trong tai, tự nhiên cũng có thể truyền tới hoàng tử trong tai. Tại quý phủ của Chu Vương, Tĩnh Vương cùng Chu Vương hai huynh đệ đang ngồi trước bàn thương lượng việc này. Cùng lão lục bọn họ cãi lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại bị thái tử chui chỗ trống. Chu vương căm giận đem rượu uống một hơi cạn sạch, thái tử bình thường nhìn thành thật, này sẽ cũng cơ linh. Tĩnh vương so với ca ca hắn muốn trầm ổn chút, lắc đầu nói, ta xem việc này không chỉ là thái tử chủ ý, còn có phụ hoàng phê chu anơ. Phụ hoàng vốn là bất mãn chúng ta Hòa Ly vương một đám, thái tử đến cùng danh chính ngôn thuận. Phụ hoàng khăng khăng giúp thái tử Mới muốn đem thẩm gia binh quyền cho thái tử làm trợ lực Phụ hoàng cũng là lão hồ đồ rồi Chu vương cười lạnh Đều nói biết lắm khổ nhiều Thái tử cái kia ma ốm Cũng không suy nghĩ một chút thẩm gia binh quyền đã đến trong tay hắn Có thể sử dụng mấy năm Hẳn là chưa kịp sờ nóng hổi liền đi đời nhà ma Vô cớ làm lợi người khác Lời này nói mười phần ác độc Hầu như là muốn nguyền rùa thái tử chết sớm Tuy rằng như vậy chu vương ngữ khí nhưng hết sức ghen tị phải biết thái tử nếu đạt được thẩm gia binh quyền thực lực tăng mạnh không chỉ có thể cùng hắn cùng ly vương địa vị ngang nhau không chừng còn có thể vượt qua bọn họ nhiều rồi thái tử vốn là có danh tiếng trên được trời cao chăm sóc ưu thế thêm vào thẩm gia binh quyền phần thắng có thêm mấy bậc chu vương làm sao có thể không vội nói như thế cũng còn không bằng lúc trước liền để thẩm gia cái kia tiểu nương môn gả cho lão cửu tổng cũng tốt hơn thái tử. Chu vương trầm giọng nói. Lão cửu, tĩnh vương cười ý tứ sâu xa, tứ ca, lão cửu phải người ta nghĩ tới đơn giản như vậy. Người nói thẩm vạn cùng tần vương một chuyện. Chu vương nghi hoặc, thấy thế nào đều có người ở sau lưng thụ ý ý tứ. Coi như là thật sự, cũng vẻn vẹn chỉ là hắn có cái này dã tâm mà thôi. Nói thật, chúng ta chín cái huynh đệ, ai đối với vị trí kia không có dã tâm. Lão cửu ai cũng không chiếm, chính là muốn chính mình độc đại. Hắn có cái này dã tâm, cũng phải có bản lãnh này mới được. Suốt ngày bên trong đều triều đình sự tham dự cũng không nhiều, cái nào thần tử chịu với hắn. Phó Tu Nghi cùng thẩm vạn trong âm thầm rất thân cận, cùng tần thái tử cũng có không minh bạch quan hệ, việc này bị chư vị hoàng tử nghe được, đối với Phó Tu Nghi cảnh giác nhưng đến cùng không có đặt ở người thứ nhất. Nguyên nhân không gì khác, Phó Tu Nghi quanh năm suốt tháng đều không thế nào tham dự chiều sự, coi như có cái kia dã tâm, cũng không có thực lực đó, đơn giản chính là cái lòng cao hơn trời mệnh so với giấy bạc, so với hắn đến, còn có càng quan trọng đối thủ một mất một còn. Tĩnh Vương lắc đầu, tứ ca không nên coi thường lão cửu, ta luôn cảm giác cho hắn giấu đi rất sâu. Chu Vương thiếu kiên nhẫn phất tay, đang yên đang lành, lão nhất lên lão cửu làm gì? Hôm nay ta gọi ngươi tới là có một chuyện thương lượng với ngươi. Chu Vương đè thấp ngữ khí, chúng ta không thể trơ mắt nhìn thẩm gia binh quyền rơi vào thái tử trong tay. Nếu như thái tử đạt được binh quyền, hiện tại hoàng thái tôn cũng sinh phụ hoàng có ý định nâng đỡ, người ta cơ hội càng nhỏ hơn. Ta hòa ly vương đấu lâu như vậy cũng không muốn bị thái tử lượng tiện nghi. Ý tư của tứ ca là hôn sự này không thể kết chu vương cười tàn khốc tốt nhất là kết thành cửu hận là tốt nhất kết thù thì có ngàn thiên vạn loại biện pháp tứ ca trước tiên muốn loại nào tĩnh vương hỏi tự nhiên là nợ máu chu vương để chén rượu xuống nói cái kia thẩm ra cô nương trước đây không phải là một lòng nghĩ đến lão cửu sao khẳng định là không muốn gả cho thái tử đã như vậy hoàng gia chúng ta cũng không làm làm người khác khó chịu không bằng giúp nàng giải thoát. Muốn đối với Thẩm Diệu ra tay cũng không dễ dàng. Tĩnh Vương nói, lần trước Thẩm Diệu bị người ta bắt cóc, thẩm tín cho thị vệ của nàng nhiều gấp đôi, để phòng nghiêm ngặt, làm sao động thủ. Chu Vương nở nụ cười, bên ngoài không được, có thể ở trong cung mà. Hắn dương dương tự đắc, tiến vào trong cung, bất kể hắn là cái gì thủ vệ, đều phải ở bên ngoài chờ đợi, tiến vào cung liền là thiên hạ của chúng ta. Ta nghe qua, ngày mai thẩm ra cô nàng muốn một người tiến cung, chờ nàng sau khi tiến cung gặp hoàng hậu, liền là cơ hội của chúng ta, khi đó động thủ, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Tĩnh Vương nói, trong cung động thủ dễ dàng, nhưng dễ dàng bị người hoài nghi nếu tra lên. Ha ha, vì lẽ đó đây là một mũi tên hạ hai con nhạn. Chu Vương nở nụ cười, ngươi nói, biến thành là tác phẩm của lão lục làm sao? tĩnh vương sáng mắt lên. Huynh đệ bọn họ hai người cùng phe của ly vương đấu nhiều năm như vậy bất phân cao thấp, nếu như lần này thẩm diệu ở trong cung có chuyện, thẩm tín thương yêu thẩm diệu, nhất định sẽ đem món nợ này tính tại thái tử trên người, nếu như không phải thái tử có ý định muốn cưới thẩm diệu, thẩm diệu sẽ không xảy ra chuyện, thái tử cùng thẩm gia coi như là kết thù. Mà cuối cùng cha được là Ly Vương gây nên, Ly Vương cũng không chiếm được chỗ tốt. Không uổng một binh một tốt liền thu thập hai cái kình địch, sao lại không làm? Tĩnh Vương cười nói, tứ ca cái này biện pháp ngược lại không tệ, chỉ là còn phải tinh tế bố trí một phen, tránh thêm ra kẽ hở. Người đâu, mời các phụ tá đi vào. Không phải là độc nhất vô song, Chu Vương phủ đang thương lượng chuyện ngày mai ám sát thẩm diệu, Ly Vương phủ cũng đang vì việc này mà thấu suy nghĩ thấu đáo. Ly Vương cười híp mắt nhìn trước mặt hai vị huynh đệ, nói, các ngươi nghĩ như thế nào? Tường Vương là cái cẩn thận nhát gan tính tình, nhìn Ly Vương cười khanh khách dáng dấp, không nhịn được dùng mình một cái. Ly Vương xưa nay chính là tiếu diện hồ, ở bề ngoài nhìn hòa hợp êm thấm, nhưng là nhiều năm như vậy xuống tay ác độc sự tình không làm thiếu. Hắn nói, có thể hay không quá mạo hiểm. Thành Vương nghe vậy lại nói, này có cái gì mạo hiểm? cũng không thể thật sự để thái tử lấy thẩm gia tiểu thư, vô duyên vô cớ đạt được thẩm gia binh quyền. Lục ca cùng Chu Vương cãi nhiều năm như vậy đều không có tranh ra cái nguyên cớ, cái kia thái tử bệnh tật, cũng không sợ có mệnh nắm mất mạng hoa. Thành Vương luôn luôn nói chuyện cầu thả bất chấp hậu quả, lời nói này nói cũng mười phần làm càn, chỉ là hiển nhiên vô cùng hợp ly Vương tâm ý, hắn nói, bát đệ nói không sai. Thái tử bắt được thẩm gia binh quyền, xác thực không phải ta mong muốn, này cọc thân sự nếu là thành, không chỉ là ta, hai vị huynh đệ cũng sẽ có sở liên lụy, đó cũng không thành. Ta đưa ra ám sát thẩm gia tiểu thư, chính là vì chấm dứt hậu hoạn, tuy nói thẩm gia tiểu thư rất là vô tội, nhưng nói cho cùng cũng là bị thái tử liên lụy. Ly Vương cười híp mắt nói tới ám sát một chuyện, trong lời nói tuy rằng rất là đồng tình thẩm diệu vô tội, trong giọng nói nhưng không có một chút thương hại nhưng là phải làm sao đem việc này tính tới chu vương trên người tương vương nhỏ giọng hỏi chu vương thường ngày làm việc làm càn kích động bên dưới làm ra động tác này cũng hợp tình hợp lý phụ hoàng vốn là đối với hắn rất có sáu từ đang muốn đỡ nắm thái tử thời điểm bởi vì chu vương mà tổn thất thẩm ra binh quyền phụ hoàng chỉ có thể xử nặng cho hắn ly vương trầm ngâm nói một mũi tên hạ hai chim là ý kiến hay Thành vương lẫm lẫm liệt liệt mở miệng, ta ủng hộ lục ca. Tường vương không nói gì, nhưng hắn mặc dù có nói hay không cũng đều không quá quan trọng. Hắn cùng thành vương đều là đi theo ly vương, ly vương quyết định, cũng đại diện cho hai người bọn họ. Nếu là thành công, tự nhiên thăng thiên, nếu là thất bại, đồng thời xui xẻo. Đây là vừa bắt đầu liền rõ ràng đồng cam cộng khổ. Trong lòng khẽ thở dài một cái chỉ có thể hy vọng ngày mai ám sát thẩm diệu, có thể tiến hành thuận lợi một ít. Bóng đêm như mực, ngày đông phong quát ở trên mặt, đều là lạnh lẽo hàn ý, phảng phất có người lấy đao tử tại cạo mặt tự. Giữa ban ngày đánh tốt nước tại ban đêm đều kết thành băng, theo vại nước không để ý tại ngoài phòng, ngày thứ hai cùng mặt đất dính vào nhau, chuyển cũng không xê dịch nổi. Khách điếm lầu trên, phía trước cửa sổ, thanh niên mặc áo tím đứng chắp tay, Cao mày, không biết muốn cái gì nghĩ tới xuất thần. Từ bên ngoài bỗng dưng bay vào được một con trắng như tuyết bồ câu, rơi vào trước mặt cửa sổ trên đài, trên người đều kết liễu một tầng bé nhỏ băng, khí trời lạnh như vậy còn tại bên ngoài phi, khoảng chừng cũng là lạnh lạ kỳ. Tạ cảnh hành từ bồ câu trên đùi gỡ xuống một màu bạc nhỏ quản, tiện tay đem bồ câu hướng về phía sau ném một cái. Trong phòng thiêu đốt lửa than, chính là ấm áp bồ câu thân thể lệch đi, bay đến trong phòng trên bàn sách, ngẹo cổ đi mổ bàn trên trong chén nhỏ thả bắp ngô hạt. Tạ cảnh hành từ màu bạc nhỏ trong ống rút ra một cuộn giấy nhỏ, triển khai xem xong. Tiện tay ném vào lửa than lò chung, hóa thành cho tàn. Thiết y từ ngoài cửa đi tới, đi tới tạ cảnh hành phía sau, nói, chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai khởi hành hồi kinh. Tạ cảnh hành ừ một tiếng, thiết y nhưng không có lui ra, mà là nhìn tạ cảnh hành bóng lưng, tựa hồ có hơi do dự có muốn hay không nói. Có chuyện liên nói, tạ cảnh hành cũng không quay đầu lại nói. Thiết y chấn động, vội vã nói, chủ tử, định kinh đầu kia truyền đến tin tức, mấy ngày nay thẩm tín đang vì thẩm ngũ tiểu thư xem xét thanh niên Tuấn Kiệt phù hợp, tựa hồ có ý định kết thân. Tạ cảnh hành không có quay đầu lại, thiết y nhìn đối phương tú cốt thanh tùng bóng lưng, không biết tại sao, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cũng không biết lời này có nên nói hay không, trong lòng không ngừng kêu khổ. Định kinh đầu kia quý vũ thư cùng Cao Dương tại truyền về trong thư đều không có đề cập việc này. Thiết y vào lúc này nói ra, ngày sau tạ cảnh hành quái trách hai người bọn họ, cũng như là thiết y ở trong đó khiêu khích như thế. Thế nhưng không nói đi, việc này can hệ trọng đại, nếu như quay đầu lại tạ cảnh hành tự mình biết rồi việc này, đã gây thành sai lầm lớn, hắn cái này thiếp thân ám vệ cũng là có thể không cần cầm cố, nói không chắc mệnh đều không còn. Hắn nói, tô gia tô minh phong, la gia la lăng, phùng gia trưởng tử phùng tử hiền đều đến nhà thẩm trạch. Phùng tử hiền, thanh niên xoay người, nhìn chằm chằm thiết y con mắt, hỏi, phùng tử hiền vì sao cũng đến. Thiết y lạnh cả sống lưng, nhắm mắt nói, bởi vì thẩm tín vội vã đem thẩm ngũ tiểu thư gà đi, bởi vì trong cung có tin tức truyền ra thái tử có ý định muốn cưới thẩm ngũ tiểu thư làm chắc phi thẩm gia không hy vọng thẩm ngũ tiểu thư gả vào đông cung muốn tại thánh chỉ hạ xuống trước đem thẩm ngũ tiểu thư gả đi phùng gia tiểu thư cùng thẩm ngũ tiểu thư là bạn tốt cố ý tìm huynh trưởng lại đây giải quyết chuyện khó khăn ơ ờ. trong cung lúc nào truyền ra tin tức tạ cảnh hành chậm rãi hỏi âm thanh nhưng tự độ tầng băng thiết y căn bản không dám nhìn tạ cảnh hành con mắt, đầu đều muốn thấp đến trên đất đi rồi, nói, năm ngày trước. Năm ngày trước tin tức giờ mới đến, tạ cảnh hành không những không giận mà còn cười, xinh đẹp hoa đào mắt hình như có tức giận xẹt qua, hắn nói, bản vương cũng không biết chính mình lúc nào nuôi một đám phế vật. Trong phòng không khí phút chốc lạnh hạ xuống, tựa hồ so với bên ngoài còn lạnh hơn, mặc dù có ấm áp lửa than, trên bàn bổ câu nhưng cũng là cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Đầu thu về lông chim chung đi." Thiết y khóc không ra nước mắt, nhưng còn phải đem chưa nói xong lời nói xong, nói, "Trong cung hôm nay cho thẩm gia truyền lời, ngày mai thẩm ngũ tiểu thư một mình tiến cung, hoàng hậu có việc trò chuyện với nhau." Lời còn chưa dứt, liền thấy cái kia tuấn mỹ tuyệt luân thanh niên mặc áo tím thân hình lóe lên, đã đến cửa, tiện tay kéo xuống mang theo áo lông cáo lớn phủ thêm lạnh lùng nói, chuẩn bị ngựa. Thiết y sững sờ, chủ tử, không phải sáng sớm ngày mai. Tạ cảnh hành lãnh mạc liếc mắt nhìn hắn, thiết y dùng mình một cái, cái gì cũng không dám nói. Đêm đó, phong tuyết đan sen, hàn khí tận xương, có người tại sưởi ấm lăn qua lộn lại không cách nào ngủ yên, có người tại hoa lệ phủ đệ thương lượng âm mưu giết người cướp của. Có người chuyện đương nhiên ở chín tầng cung điện chỉ điểm Giang Sơn, cũng có người kỵ bảo mã bên ngoài ngàn dặm bất kể đêm ngày phong tuyết xa xôi. Có người ưa thích, có người bi thương, có người lo lắng bất an, có người dương dương tự đắc. Minh tề to lớn giang sơn như họa, định kinh ca múa mừng cảnh Thái Bình, đến liên quan các nơi tiếng cười cười nói nói, nhưng không người nhìn thấy bình tĩnh mặt hồ dưới gió nổi mây vần. Định vương phủ trên, một cái nào đó trong phòng, còn có người mình cùng chính mình đánh cờ, nam tử một thân thanh sam tự nhiên, trên bàn ván cờ liềng xiềng, bạch tự hắc tử đan xen một bàn, bộ dạng cực kỳ phức tạp. Mỗi khi đi một bước, hắn đều muốn suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ là xuống tới bình cảnh chỗ, trong tay hắc tử làm thế nào cũng không hạ thủ được. Đèn đuốc hơi rung nhẹ, hầu như sắp sửa tắt, hắn đứng dậy tục trên dầu thắp, trong phòng quay về ánh sáng. Nam tử này manh mối sinh trời quang trăng sáng, một phái quân tử khiêm tốn tắc phong hình như có ngông nghênh thanh xương trong lòng nhưng mà manh mối tự nhiên không vui có tán không ra sầu bi người này chính là Bùi Lang Bùi Lang nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết đan sen màn đêm nặng nề thở dài phó tu nghi nước cờ này xác thực là đi được không tệ gấp lửa bỏ tay người bất kể là thành công hoặc là thất bại đều cùng phó tu nghi không có có mảy may quan hệ mà bất luận kết quả là cái gì, là thái tử xui xẻo, là chu vương, ly vương xui xẻo, vẫn là thẩm gia xui xẻo, đối với phó tu nghi tới nói, đều là một chuyện tốt. Như vậy một chỗ ván cờ, thẩm diệu hầu như không có đường khác để đi. Coi như là có, vậy cũng là giới dưới chi sách, câu này đánh cờ, phó tu nghi chỉ có lợi không lỗ. Bùi lang có chút vì thẩm diệu lo lắng, hắn cũng không biết mình vì sao phải thế thẩm diệu lo lắng nếu như thẩm diệu chết rồi hắn liền có thể danh chính ngôn thuận theo phó tu nghi phó tu nghi đối với hắn vô cùng tin cậy hắn nếu là không có nhìn lầm người này có tài năng bậc đế vương ngày sau chính mình cũng sẽ gả chó lên trời vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận cũng có thể càng tốt hơn trong bóng tối bảo vệ lưu huỳnh nhưng là hắn vẫn là không muốn thẩm diệu thua mấy ngày nay phó tu nghi hoài nghi trong phủ có nội gián, đem định vương phủ thủ vệ gia tăng rồi gấp đôi, liền con ruồi đều không bay vào được. chớ nói chi là truyền tin tức ra ngoài, hắn không có cách nào gửi thư cho thẩm diệu, chỉ có thể ở trong bóng tối lo lắng. nghe nói thẩm diệu ngày mai muốn một mình tiến cung một chuyến, vừa vặn hắn ngày mai cũng muốn tiến cung, tuy là phụ tá của phó tu nghi, hắn cũng là một tiểu quan. thẩm diệu là không có đường cùng đường mặt lộ, sẽ có hay không có những sinh cơ khác. Một lát sau, Bùi Lang nhìn mình trước mặt ván cờ, đã là khốn cục, lại xuống cũng không có cần thiết. Hắn một tay chống đỡ cạnh bàn, đột nhiên lật tay một cái. Chỉ là nhẹ nhàng hất lên, từng quân cờ trong nháy mắt té rớt, to to nhỏ nhỏ rơi trên mặt đất phát sinh âm thanh lanh lành. Trên đất khắp nơi bừa bộn. Trước kia thế cuộc, cái gì đều không nhìn thấy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn